tưởng mày hay lắm, mày giỏi lắm, tưởng mày lấy ai, mày lấy thằng khờ, mày chê con tao. Nhưng mà mày đâu có biết mà lấy trúng cái phường trộm cướp. Chồng con không có ăn trộm. Ông biết cái gì mà ông nói? Ông nói phải có chứng cứ đàng hoàng chứ. Phải phải, mày là đứa thông minh mà. Mày ghê gớm lắm. Tao mà làm cái chuyện gì mà không có chứng cứ làm sao qua được mày? Tao biết chồng của con không có sai. Ông nói cũng không sai luôn. Nếu như mà ông bắt được chồng con ăn trộm thứ gì, con đền ông gấp đôi thứ đó. Nhớ nghe. Mày nói mày nhớ nghe. Rồi mày sẽ thấy. Ông, con mới gom tiền cho ông về nè. Có vợ chồng con Hạnh á, nó dài quá, nó xin khất lần sáu ông. Biểu nè. Dạ. Là đây nè. Khuya nay mày qua mày rình sẵn ở chỗ nhà cha thầy trộm á. Mày coi ai từ trong nhà nó bước ra, mày bám theo cho tới cùng. Bảo đảm với mày, thế nào cũng bắt được quả tang. Dạ. Về mày. Dạ. Dạ, tiền nào. Đây này. Cha. Con hả con? Cha đang mệt mà sao không nằm nghỉ đi, cha tính đi đâu vậy? Đi tới đi lui cho nó khỏe con ơi. Nằm hoài nó mục xương hết đó con. Dạ. Sớm giờ con đi đâu vậy? Chồng con đâu? Sao cha không thấy? Dạ, con đi kiếm ảnh. Có chuyện gì không? Mấy hôm nay nó học hành sao rồi? Dạ, không có gì đâu. Bình thường mà cha. Con nè, du đi rồi. Hai con dọn ra đây ở với cha đi. Lỡ nay mai á, cha có chuyện gì. Cha, sao mà có chuyện gì được. Thôi cha nằm nghỉ đi. Con á, được cây lanh lợi. Còn nó đứa có lòng. Con biết mà cha. Lấy người khôn lanh ma mảnh, coi như mãn đời không thay đổi được. Còn chàng thì tốt sẵn rồi. Chỉ cần lanh lẹ một chút nữa thôi là mỹ mãn. Phải. Con ráng chỉ dẫn nó từ từ. Chắc chắn sau này nó làm được nhiều chuyện. Tưởng mày hay lắm, mày giỏi lắm. Tưởng mày lấy ai, mày lấy thằng khờ. Mày chê con tao. Nhưng mà mày đâu có biết mà lấy trúng cái phường trộm cướp. Cha. Dạ, chồng con biết mà. Sau này lúc nào không có cha, hai đứa có chuyện gì, con phải ráng kiên nhẫn nhịn nhục nó. Nhớ những lời cha nói hôm nay mà bỏ qua cho nó nghe chưa. Rồi con ngài, con hai trái ngọt. Dạ con biết rồi. Thôi cha nghỉ chút đi. Cha uống miếng thuốc đi, xong rồi nghỉ ngơi nha. Ráng uống nha cha. Đây chút cha uống. Dạ. Cha, cha nằm nghỉ nha. Con đi đây một chút nha cha.